của câu hai đèn. Họ nói xuống trước rồi. Giao luôn hả? Đi vô kìa. Vô đi. Mẹ đoán nè. Giết đầu trên. Đầu trên là nè. Vô vô ngồi cái túi Nguyễn đây. Cái túi Nguyễn đây. Gì vậy trời? Đậu cú. Không ai kiếm tôi nữa. Không có lấy giấy ăn cãi gì chết đây. Chớ biết là hôm nay ảnh rất là buồn. Ảnh thất tình nữa. Ảnh uống rất là nhiều luôn. Chớ khuyên ảnh đi. Nói gì, à, gì chứ? Nói gì đi. Giữa Tướng Nguyễn cái gì chứ? Có gì nói đại lên trong YouTube này luôn đi. Trời ơi, bà mới qua đây nữa rồi xong bà Sương với bà Sân đó bà chửi em nữa. Ờ ai biết đâu. Mày quen ta, mày quen ai mà chửi. Mày ngu quá vậy. Hả? Bà nha. Bà, tao mà thấy quýnh lộn mặt ngồi cho mà cười. Tao còn muốn chứ không có cười. À, đang điện thoại cho chị Sương bà. Bà điện thoại cho bà không nói chuyện đi, bà qua đây bà nói sao? Nói ngàn lần xin lỗi anh. Bà đưa vô đây. Bà ngàn lần xin lỗi anh. Thì xin lỗi các con. Ngàn lần xin lỗi anh. Thôi bây giờ dì chức có gì nói với Tướng Nguyễn này nói luôn đi. Này có anh em đây. Hôm nay dì chức có muốn gì muốn nói gì chức nói đi. Xin lỗi anh. Năm tuần rồi nha, chưa khoát 1 triệu 5 tuần rồi đó. Thì cái phần nó để sao đây, bây giờ đang nói chuyện này, đừng có nói tiền bạc. Nằm bệnh viện đó nha. Không, đừng có nói tiền bạc gì ở đây. Tôi với bà không vô nuôi cô ông. Tôi với bà không có tiền bạc gì ở đây hết trơn á, bà đừng có nói chuyện gì mà tiền bạc gì ở đây hết trơn. Đang nhậu nè. Không đụng được. Thôi nếu không có thì thôi cũng này. Ủa ngon lắm. Thôi, vụ nhà vụ sâm á, chú nhiều thử thôi. Sâm cao ly á. Okay, vậy. Ờ chia tay, bả chia tay mình chia tay bả luôn. Vậy chia tay thì chuyến này anh có đi không? Không, không đi. Tao đi. Không, bán trong xe của anh Vinh. Cứ đi. Bả không cho đi. Sao cô nguyện ước nè. Sao chị? Không. Đó, em có tha thứ bả đâu. Muốn chừng nữa hùng là tha thứ liền á. Không, em có tha thứ đâu. Bóp ta giờ bị bóp bóp lại phải rồi. Bả lết là nó kêu anh nhiều, bả năn nỉ anh nhiều với chú cả rồi á, chở qua đây nè. Bên vợ bên mà nói gì đâu. Bên vợ tôi hả, bà má tôi á. Kêu má đi. Má. Con ơi, về gương cánh. Bà nói, bà xin lỗi, bà nói bà xin lỗi, bà làm vụ ngày hôm qua ấy đã rồi. Giờ bà nói không có nói bao giờ mà có chuyện để bà tin nổi hay không. Nắng chiều nào bà theo chiều đó. Múc cho anh nhiều, cục quế chứ cục đi. Nóng. Không có tha thứ cho bà đâu. Nóng à. Nóng lên nha. Thở mở lửa. Cái này có gì gió không? Dạ. Đó, có cái ly này. Bây giờ có chuyện hai đứa mình đi. Thôi bây giờ em nói anh nghe nè, em có ý kiến gì? Sao ý kiến gì? Vì chất thì chỉ lớn tuổi, tiền sai khiến vậy chị cũng khổ tâm. Có nghĩa là bây giờ ở cái chỗ nào có tiền á là vì chất theo cái phe gì nó. Nhưng mà cái tâm hồn của vì chất á lúc nào cũng hướng về với anh hết. Anh suy nghĩ lại anh cũng đừng giận như cho vì chất. Đây gỡ cho. Như là vị chức hôm nay là có luật sư vào giữa đó. Luật sư là con là lúc nào cũng đứng về phe vị chức hết thì nói chung là bây giờ gỡ được chứ. Là nhiều khi là tác động thế này thế kia, vị chức là nói chuyện vô miệng thôi, còn anh em muốn nghĩ sao nghĩ. Nhưng mà vị chức là tâm hồn trong sáng. Mua 80.000. Đang nói rồi. Nói tiếp đi thôi. Thì vị chức anh đừng có giận chớt. Sao không giận được mày? Sao mà không giận được? Dừng khi dừng mà cũng tại bả mới ra cái câu chuyện này. Nếu không bả, nếu mà bả coi ví dụ như ngày hôm qua chị Sương nó đúng. Chấm này. Nếu bả coi tao là người nhà của bả, bả nói ra chuyện của tụi tao rồi tao tự giải quyết được. Tụi bay không có xí vô được. Tụi bay không nói vô xí vô được. Tại như vậy là mới đúng. Còn câu chuyện này bả ngồi hả, bả lì ra, bả ơi rùng ra, bả nghe bên đây bả tác động bên kia, tác động vô bả. Rồi xong bả giật dây với tao. Hả? Từ đó tới giờ tao bả, tao nuôi bả bao nhiêu tiền rồi? 100 triệu chưa? Em ngồi trên đây, em chưa rồi. Ê,
6 tầng 5 tầng chưa phát. Có mấy đường 2 năm tới giờ đó. Bây giờ dì chức qua đây mà rớt tiền với tôi nữa. Chúng ta bỏ vụ tiền đi, quan trọng cái vụ dì chức với Tấn Nguyễn đi trước đi rồi tính sau. Còn tiền bạc bây giờ tình cảm giải quyết trước. Tình cảm giải quyết trước đi. Giờ tiền bạc tính sau, dì chức khỏi lo cái gì, dì chức cái tiền mà cái tình chơi cảm. Chơi bạn mà lấy vợ bạn. Ai vậy? Cầm vợ không lần lần. Lấy cầm vợ vợ đang cầm. Thả chồng. Anh có thương mông cầm không? Bả ghen quá trời, bả vừa về cái bả vừa xứng xô mông cầm liền kìa. Chơi bạn mà lấy vợ bạn đó chứ. Anh phải xác định là anh chỉ giỡn với mông cầm thôi. Anh giỡn. Đúng không? Bả tưởng thiệt là bả ghen kìa. Thôi bây giờ dì chức nói cái câu chuyện mà nãy giờ bả dì chức dự định nói qua đây giặt Tấn Nguyễn nói gì đó. Nói gì mà nói đi, cho bà lời ăn Nguyễn cuối cùng đó trước khi bà ra đi. Nam về. Nãy giờ bả nói làm sao giờ qua đây quên tuồng hết hả? Qua gặp Tấn khớp phải không? Xin lỗi anh mà anh cứ con quanh vô chồng hoài. Chào ba, dì chức nghe nè, thôi bây giờ lỡ là dì chức có cái gì á, họ kêu Tấn Nguyễn thôi thông cảm, tha thứ với trong rồi, nhóm. Nãy giờ nói rồi á. Trong nhóm bên bên đây thì đó dì chức. Nhưng mà bả về. Dì chức tự dì chức nói. Bả về qua phong bên kia tác động vô nữa là bả bái nữa hả? Bả chức bà biết mà. Chẳng lẽ có tiền mới làm phiền được gì chứ? Có tiền mới làm phiền được bả. Bây giờ cứ đem tiền ra đấu vậy đâu có tình cảm trời. Gì đâu trời. Nè. Có 200 đô rồi, sống lại rồi. Trời ơi, 200 đô thôi bây giờ. Chưa, không mặc cái gác tao chơi nữa. Cái gì vậy? Lâu dùng Mỹ nhân kế, dùng Mỹ nhân kế. Ôi, 200 đô bằng nhiều. Tên má bỏ miếng mồm béo lắm nè. Tôi chơi nữa. Ăn đi, mày quá nhanh mà thiệt tình các bạn. Miếng mồm này, miếng mồm. Nãy mấy anh muốn ghiêu xong á. Nè, bông bông nè. Chúng mày nào muốn cho anh Vinh. Trước khi đi á, dì chết nói qua đây gặp Tấn Nguyễn. Dì chết giải quề với Tấn Nguyễn. Sau đó là thứ 6 này dì chết cũng đi chung với Tấn Nguyễn ra mộ cô 6. Có gì chết nói đi, nói về sao mà. Giải cho anh giải ngân tiền nhiều. Anh chơi bời nhiều. Hôn đi. Bà về bản bên kia nó phiên bà sao mà hôm nay bà chịu nước nhỏ xuống bà điện cho tôi là làm gì? Hả? Bà nói đi, bà nói tôi nghe cái câu nói, cà nói bóng bóng bằng bàn, nó tức nó mới quýnh. Cà nói mày quýnh ai, quýnh chồng tao, tao đập mày vậy. Chưa ra Tấn Nguyễn nha. Vậy là quýnh bà Xương là không phải quýnh chị tôi hả? Ủa chị mày nào? Mày lấy tao rồi lấy nó. Ủa mà vô chi chị Xương tôi là chị của tôi. Tôi coi như bà là chị ruột của tôi. Để cho chị tôi rách tay rách chân ha. Má nó thiệt luôn hả, ngày hôm qua mà chị Xương tôi mà có gì ha. Là mình chết cho tôi cái này đó. Cầm chìa khóa thì đâu mà nói bà Xương bà rách tay hết trơn luôn anh. Chắc bà đụng vô xe đâu á. Chứ không phải đâu cầm chìa khóa. Sáng hỏi nó rồi. Bảy cái tay em thấy nó không có cầm chìa khóa gì hết trơn. Khi quơ tay đụng vô. Quơ tay nhiều khi mới đụng vô xe không đa đâu. Chứ đâu cầm chìa khóa, hôm qua nó tay không à. Hôm qua nó sáng nó có ra nữa hả? Có ra nữa. Trời ơi là con quỷ này vẫn ra nữa. Không, tự nó ra. Không có. Tự động nó ra. Bỏ nhà. Tạm cái nhà. Bỏ chưa cái nhà đây. Tiểu tử đi trước. Em đến cả qua nhà kiếm bả thì bà buông nó là bả đi rồi. Có đi qua đây rồi. Em này cũng có ý kiến như thế này, hôm qua em cũng không có ra. Nhưng mà nghe vấn đề là xô xát giữa hai bên thì em cũng có ý kiến là thật sự mà nói á, thì đừng có nói qua nói lại làm cái gì. Thật sự nói cái nhóm nào chơi nhóm đó, biết nhóm đó. Nếu mà nói qua nói lại gì là có chuyện là cũng không hay. Thì cũng yêu cầu là ai mà nói xấu ai á, thì thôi bỏ đi. Dĩ hòa dĩ quý, đừng có nói xấu qua nói xấu lại, không được cái gì hết. Mà anh em gây lộn trời rồi xong rồi đánh ai, lộn luôn nữa. Ai mà nói xấu nó làm gì, nó ganh ăn tức ở á. Trời ơi trời, có 200 đô xuống lại là trời ơi trời, 200 đô của mình nhiều quá thì, trời ơi bây giờ mặt chơi cái gán tao để nói thôi bây giờ anh cũng có ý kiến đi anh. Thôi bây giờ gì nè, bữa nay qua đây qua nhà anh Vinh chơi thì bữa nay em trước đây là có gì chức qua chú nhiều hoặc là anh cả lớn tuổi nhất trong đây. Thì còn đây là mấy đứa em không? Thì thôi bây không, giờ ngày hôm qua là giữ hòa dư quý. Cái thứ nhất, cái thứ hai là để kiếm tiền chứ đừng có kiếm chuyện. Đó, anh có... Nói xấu qua lại là không có kiếm chuyện.
đã là mà không lo, muốn nói chuyện rồi lo làm ăn hay là lo quay clip vui vẻ phục vụ cho khán giả thôi. Chứ tự nhiên mà cứ nói xấu qua nói xấu lại để làm cái gì không có được, cái đó là không có việc việc tốt. Ý em là vậy đó. Còn ở bên đây thì không có muốn nói xấu ai hết á. À, cái clip của em lên á là nếu mà nói xấu là em cũng cắt hết à. Còn chị Chất á thì bả cũng không bự được bình thường, gió chiều nào bả theo chiều đó, bởi vậy đâm ra anh Tú Nguyễn anh cũng giận vì Chất là cái chỗ đó thôi. Sẵn đây vì Chất muốn nói lời nào thì nói với anh Tú Nguyễn đi Chất. Nói rồi. Bà xin lỗi cái trăm lần chưa? Bà xin lỗi trăm lần chưa? Bây giờ bà kiếm về bà phải nói chuyện với bà Sương với bà Sương như thế nào thì tôi mới tha lỗi cho bà. Còn còn không bà không nói là tôi với bà cắt đứt, bà không nói rõ cái câu chuyện của bà với bà Sương với bà Sương bà Sưng đó, tại vì cũng tại bà mà ra cái câu chuyện ngày hôm như vậy. Tao làm cái gì dạ tao? Bà làm gì thì tự bà biết. Rót vô ấy chứ muốn uống đá nha. Rồi rồi, lấy ly uống đi. Chị Lan thông cảm chị Lan ha. À, cái chuyện đầu đuôi con không biết làm sao vì chứ hiểu không, thì hôm qua có con cũng giao quậy tính uống mấy lon xong tính qua thôi nói chuyện với gì trước thì có người kêu con thôi để cái chuyện của ai thì người đó mới làm, con không xía vô được tại vì đó đi chơi chung nhóm vợ chồng con á là không bao giờ bậy bạ hoặc là kia, vui vẫn vui là ok đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, vì chức trong bệnh viện thì con cũng không có gia thăm vì chức được, nhiều khi công chuyện lu bu với bữa đó là con có đi là thì thiếm về cúng về xong xuôi về bữa trước bữa sau ra cũng không nhậu phát từ thiện đó là cái thứ hai. Cái thứ ba thì ngày thứ ba đó là vợ chồng con ở nhà thì nghe gây gỗ gì không có chạy ra thì thấy trời ơi gì bên đây bên kia gây gỗ gì đó thì đó con không biết thì bây giờ thôi con cũng nói gì ơn bác quay chuyện bị dâu phan để anh nhìn anh phải nói cái ý kiến của như vậy nè. Con nói gì chứ nghe thì chứ có quen biết bên này quay kênh ấy làm cho nó vui vẻ, đừng có kiếm chuyện với nhau hoặc là cà khịa nhau là thì nói chung là không tốt. Chức nghe Dinh có tư Dinh chứ. Thì nói như vậy cho nó đâu do đó, nó đàng hoàng hai bên nó cư xử đâu đó đàng hoàng, đừng có này kia. Nói vậy thôi. Còn có chuyện gì Chức với Tướng Quyển thì sao thì con cũng không biết. Thì giữa gì Chức với Tướng Quyển có này kia thì bây giờ bên ai bên lỗi, ý bên phải bên quấy gì con không biết, thì bên nào lỗi thì nói xin lỗi bên đây kia đi đó, con nói một câu vậy thôi. Ủa nãy giờ anh Vinh nói gì Chức nghe gì Chức nói rồi chữ Tuấn Nguyện với chị Chức không biết gì không biết thì hai đứa hợp nhau lại lỗi với nhau ngàn lần xin lỗi với anh. Phải xin lỗi cho Sương với Sương. Cái clip này là xin lỗi gì ví dụ cái gì á gì chứ có bậy với chị Sương hoặc là gì Sưng thì sẵn gì chứ với nói lên đây đi. Gì Sưng với chị Sương á là gì đó. Nói đi chắc chắn là nói luôn đi. Rồi là chị Sương với chị Sương á sẽ coi gì Sưng với gì Sương á là sẽ coi có clip. Thì bà có gì bà sẽ nói, bà nói là bây giờ bà có lỗi có làm gì đó bà nói xin lỗi cho hai người ta bỏ qua cho bà. Rồi là thấy tụi mình thấy tụi chơi không trong nhóm không, mình thấy không tôi có cái gì không, mà thấy mấy chị ra đỡ đần đồ này nọ mà thấy không. Còn bà chơi trong nhóm mà không biết nâng đỡ mà bà còn đi xấu mình, nó đi kêu riêu mà nói xấu tôi trên kênh lắm. Nhưng mà tôi nói là tôi không có trách bà tại vì bà quá ngu, đáng lẽ ra thay vì bà phải nói cái câu chuyện đó clip bà hết trơn luôn, nó muốn chia rẽ bà với tôi nữa. Nên mà bà không có khôn ra, bà không có khôn, bà ngồi bà nói bà vô bệnh viện mà quay bà nói chỗ nó chửi tao 12 giờ đi nó tức trụ tục cụ cái ngồi cười nói gì chứ nói là gì chết bậy gì nói là gì chết bậy bà cười bản nguyện lắm. Con cũng muốn nói lời với gì chết là thí dụ như bây giờ gì chất quay bên nào á thì đừng nhắc đến bên kia. Đó rồi xong có chuyện đó là bình thường. Còn gì chất muốn quay bên này bên, mà không phải chất nói bên kia là nó sẽ xảy ra là cái xung đột. Không phải gì chất muốn quay hai bên luôn á thì cũng đồng ý, đừng có nói xấu bên nào hết. Cứ gì chất cứ bên nào cũng hòa thuận hết với nhau, đừng có cho mà xích mích với nhau. Vì chất muốn hưng trần bình thường gì chất cứ nói bình thường đi. Đừng có nhắc tới một người nào nhắc tới ai hết trơn.
rồi về trước nói chuyện vui vẻ, hoặc là về trước bán cái số, hoặc là về trước nói hôm qua đi đâu chơi đó thì nói vậy thôi. Về trước đừng có nói bên này hoặc nói bên kia, con có ý kiến vậy thôi, con không nói gì nữa đó. Về trước cái tự suy về trước suy nghĩ. Con cũng góp ý chị Chớ ơi, chị Chớ đồng ý ý kiến của con không? Khi mà quay với là ai cũng vậy thì đừng nhắc cái, tới cái nhóm người khác, tại vì người ta không có chịu như vậy đó. Chuyện gì nó ra chuyện đó, còn bây giờ quay bên đây mà nói chuyện bên kia á thì đâm ra rất là mít lòng luôn á, mà mít lòng nó xảy ra xung đột quá là mình làm vậy là không có tốt. Chị Chớ hiểu không? Thôi chứ cũng góp ý tiếp thu rồi nha mọi người. Quéo quéo. Quéo là thiếu yêu, giờ chứ quay ở đâu á thì đừng có nhắc cái nhóm bên đây. Rồi ở bên đây thì quay thì cũng không nhắc cái nhóm chỗ khác nữa, cho nó im chuyện đi. Chủ yếu là quay clip vui vẻ chơi cho nó vui thôi, chứ không có là cái gì hết. Nhưng mà đâm ra gài cái này gài kia ra là nó có chuyện hả? Dạo ăn đi em. Chất thì cũng không bình thường thôi, anh cũng đừng có giận. Không, bình thường mà mình tao không có giận gì bà hết trơn hết, nhưng mà bà phải nói chuyện với bà Sơn, với bà Sơn như thế nào. Thôi giờ sẵn đi chứ nói một tiếng cho Sơn với lại Sơn vui đi. Nếu mình có lỗi thì mình nói, thì không có gì nhảy. Nhóm gì chứ có lỗi, con không ép buộc gì chứ, không vậy nè, không ép buộc nha. Bữa nay anh Vinh nói thật sự, vì chứ có lỗi cái gì đó, vì chứ chị Sơn, chị Sơn ơi hả, là bạn Sơn ơi gì không biết, gọi là em Sương cái này kia, là cứ nói trên đây thì cái này tao quay lên thì đó, mấy bà đó sẵn sàng là coi thì thấy vậy mới bỏ qua cho gì chứ cái này kia đó. Rồi xong rồi cái nhóm mình đi chơi cái chuyến này cho nó vui vẻ, còn gì tính rồi sao, tại vì chính quyển nãy gì chứ điện chính quyển thì này kia đó. Rồi đó tự xin lỗi Sương với Sơn nha, vừa qua đừng có buồn tôi bệnh quá. Xin lỗi Sương với Sơn nha, thương tôi. Thương tôi bỏ qua cho tôi. Rồi mà hai chuyện đi nha. Hai chuyện đi nha. Uống nha, không chai không về. Dạ không chai. Rồi, rồi cho bà uống. Rồi, rồi. Bà uống quậy nữa. Bà uống ghê đi, bà uống cái này mới được. Không. Nó mới thành kính được. Rồi nhắm mồi xíu rồi, nhắm mồi đấy, nhắm mồi, nhắm mồi đấy, nhắm mồi đấy. Nhắm mồi, nhắm mồi, nhắm mồi. Rồi, rồi, đừng cho uống nữa. Rồi. Đâu có uống đâu, nhắm mồi rồi. Đâu có nhắm mồi rồi, bả nhắm mồi cho bả nhắm mồi được rồi. Là cũng như là đó. Nói nãy giờ dung gà. Thôi bây giờ sẵn đây nè, tính. Chết hỏi là thứ sáu này còn chỗ không, chết đi nữa kìa. Chỗ thì còn đó anh. Còn hai chỗ, chỗ hai chỗ gì đó. Còn hai chỗ. Chỗ thì còn đó, tại vì chuyến này tụi em đi Vũng Tàu xong tụi em đi một cô sáu nữa, ai về thì về. Còn sáng tụi em khởi hành, tụi em đi một cô sáu nữa. Vì em đi bị bóp quá nên thôi em đi nữa. Bóp gì? Bóp gì? Chân. Chị Chất hiểu rồi, chồng bà bóp cái gì? Anh bóp khổ của em, chồng bóp. Vợ anh chồng bóp. Chứ ăn cơm không? Xin lỗi Sương đi, Sương với Dung đi. Rồi, xin lỗi rồi. Xin lỗi rồi. Thôi chị Sương với dì Xuân cũng coi clip này bỏ lỗi cho dì Chất. Dì Chất cũng xin lỗi anh Tướng Nguyễn, rồi xin lỗi chị Sương, dì Xuân rồi. Nó bỏ lỗi 5 cần ở chồng á. Bây giờ nha. Hôm qua nói gì nãy là cái lỗi của dì Chất là phải từ nửa bỏ với cắt của dì Chất có ăn nửa tháng tới 1 tháng là để cho dì Chất rút cái kinh nghiệm. Cắt 5 tầng rồi. Không phải. Mới cái vụ này kia hôm qua nè, là đến cho dì Chất nửa tháng tới 1 tháng nữa. Thì hồi nãy tự nhiên dì Chất điện cho Tướng Quyển, thì Tướng Quyển nó thấy chắc cái người nó sao đó, rồi mới kêu dì Chất qua đây hả, hoặc là giống nhiều chở qua gì không biết là gì. Không nha, phải rồi qua đây nha anh, đừng nói thương chị em mất lòng nè, chỗ bà Xuân với bà Sơ, bà Sơ với em nữa, tội em lắm. Thôi ba chồng con vợ nè, người ta chồng hơn chui, tại vì người ta khi mà người ta chém tôi người ta dám bước ra, còn bà có dám bước ra không, hay là bà ngồi trong bà cười khà khà. Em nghe cả lưng tiếng nha, ai dùng cũng bị cũng bính á. Đi không nổi mà đầu quýnh ta. Với sức diện mà đi không nổi mà đầu quýnh ta. Quýnh mộng cầm nói là không đau nữa. Không mà đang phát từ thiện tự nhiên bà lợi bà quýnh mộng cầm hai ba cái quýnh sau lưng á. In tưởng nó có gì. Mộng cầm nó quýnh là giống như gãy ngứa